Ở đây em vừa xem cái bảng này thì em không, à anh muốn xuất từ cái file section này ra hả anh, hay là xuất ở đâu? À không không không, cái này không phải, nó là ở trong cái PDF của anh ở đâu rồi. Yes. Em vào à, anh vào à, học phí á, học phí với học sinh á, là nó cái sinh, tức là học phí á, là nó có 1.1 á, action á. Đó, change name file rồi group file rồi đó, anh đã tạo cái PDF rồi và nó không ra được. Ok anh, đợi em Đó, tí, đợi em thì tí. em vô là ví dụ em vào File học phí. Em hỏi anh chút là cái file file gốc này của anh ấy thì anh lưu ở đâu? Anh lưu trong My Driver hay anh lưu ở đâu? Ừ, anh cũng định hỏi em, tức là anh đang lưu vào trong cái driver của cái email của anh. Email của anh là email trong Workspace, là có license rồi. Thì nhưng mà mỗi cái email nó được 30 GB thôi, thì anh không biết là sau này nếu mà mở rộng ra thì nó cần mình nó lưu ở đâu. Mình vẫn lưu ở đấy thôi anh ạ. Nếu như là tối đa là 30 GB thì đầy thì mình phải xóa đi thôi. Đầy thì mình thôi, thì mình nâng cấp cái account đó lên thôi cũng được, không Vâng. sao. Rồi Rồi, em muốn hỏi thì cho là cái file PDF này của anh này, cái file phận vận hành này anh lưu ở đâu? file này nó đang lưu trong AppSheet, xoẹt file đó, nó đang đang lưu trong cái file của AppSheet luôn. AppSheet sạc data, sạc app name Đúng đúng không rồi, anh? đúng rồi, nó trong AppSheet xoẹt data luôn á. Thế thì cái học phí của anh là bảng nào đấy nhỉ? Cái bảng thì anh chưa làm bảng học phí thì phải, anh không có làm bảng học phí. Học phí nó là anh đang làm rep từ anh đang rep từ bên kia qua thôi. Từ bảng Anh nào? nó đang học phí, nó đang rep vào học sinh đó, anh bao vào danh sách học sinh đó, danh sách học sinh, bấm vào một học sinh thì sẽ có là related học phí á, thì mình có thể thêm học phí vào. Học sinh này chưa chưa xử lý. Ồ, anh chưa có một cái phiếu học phí nào à? Em vào em search đi, em search chữ chữ test đi, em search 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 cái đứa mà trên trên cùng, em search test. Hoặc là Hachi, Hachi. Rồi. Rồi học phí ở dưới đó. Cái new action nó không phải. Em bấm open file là nó sẽ ra một cái. Trong PDF là nó vẫn à, trong driver là nó vẫn tạo được file rồi đúng không anh? Đúng rồi, nó tạo được em. Để anh tìm lại đây. Nó tạo bình thường, bữa trước anh thấy tạo bình thường. Đây, anh đang kiếm đây. Nhưng mà mấy bữa là anh bấm là nó ra thành một cái gọi là thành là một cái HTTP á, là nó không được gì đó. Thì anh vô file này, anh vô học phí này. Thì nó vừa mới tạo đúng không? Vâng. Tạo cách đây mấy 9 giờ 19 phút này, hai chi hình này, có Có rồi đúng nè. không anh? Đúng rồi, có nhưng mà nó lại không liên vào cái chỗ đó. File trong phòng thấy là đúng rồi.
Nhiều khi là bị distro đúng không? Để em check đây. Anh bị một cái lỗi rất nặng ở đây là không bấm cái disable sun stem này. Vì Hôm trước anh cũng disable, anh anh cũng phải check bấm xem là cái disable. tên file này nó phải giống hệt với cái tên file tạo trong kia ấy, nhưng mà em nghĩ là cái tên file anh vừa tạo nó không giống cái tên file này. À đúng rồi, tên file kia là nó còn dư thêm một đoạn với sao nữa. Đúng rồi, đấy là do anh không bấm cái disable ấy, disable timestamp ấy, nên là tên file nó không khớp nhau. Ok rồi anh. Rồi ok. Rồi, Rồi cái cái này thì mình edit thì có cái gì cần không, hay là mình chỉ đưa cái form của mình vô rồi mình chỉnh thôi. À, bây giờ nếu như thứ nhất nhá, em giải thích Mình có lại cho anh cần gì tại sao nó chui? không chạy đấy nhá, để lần sau anh biết anh làm được. Cứ mỗi lần mà anh có cái hàm lookup này này thì em không cần biết, nhưng mà anh bắt đầu phải chắc chắn phải bằng zero. Còn nếu như anh chỉ Rồi ghi là ok. học sinh ID ấy thì lúc nào nó cũng sẽ nhận cái giá trị đầu tiên của cái cột này thôi. Chứ ví dụ như mình in từ dòng này nó sẽ không được. Đấy, hay sau này mình tìm ấy, lúc nào nó sẽ lấy cái giá trị đầu tiên. Cho nên là anh lưu ý là bất cứ khi nào anh dùng hàm lookup thì phải đi cùng với zero. Đó, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là disable timestamp này anh phải bật lên. Chứ không là tên nó không khớp đâu, trong kia nó tạo ra có một cái đuôi phía sau nó không khớp nhau. Rồi, thứ ba đó là khi mà anh muốn thay đổi cái template ấy thì chỉ cần anh chọn lại cho em cái đường dẫn ở đây này. Đây này, anh chọn lại cái đường dẫn ở đây thành cái template mới. Đó, và Rồi. tất cả những cái bảng trong này này, ví dụ như ở đây nhá, bây giờ anh xuất ra nó có các cái cột ở đây thì anh sẽ phải điền đúng cái template của nó sẽ bắt đầu, cứ mỗi khi có công thức nó sẽ bắt đầu bằng cái dấu này và kết thúc bằng dấu này. Rồi Đó, rồi biết anh cứ điền khớp là được. rồi. Ok Rồi anh. ok biết rồi. Còn cái nút in thì sao? Làm cái nút in thì sao? Đây anh, nút in là nút này đây. Không, cái nút đó là nút tạo, còn hình như anh thấy họ là nút in in tức là open file đúng không? Đúng rồi, chỉ đổi cái này lại Anh thôi anh. thấy nhiều 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 app là họ nói là in thì rồi ok, tức là open file thôi chứ gì nữa. Đúng rồi, nó là open file này. Có thể thôi không sao. Em hỏi anh.